Hello, xin chào, xin chào các tình yêu của CC Trời gần sáng rồi Nhưng thôi để CC làm luôn cái video này cho các chị em nha Đây Còn nhiều nữa lắm nhưng mà Ở trong xe con CC đó chưa có mang vô Thì bây giờ có nhiêu đây CC làm nhiêu đây Thì đây tất cả là những cái áo ngực Hiệu CK Kevin Line ha y thấy rẻ quá cho nên là cc mua đại vậy đó size của cc hoặc là size của các bạn cc cũng không biết nhưng mà cc cầm lên cho các chị em xem và cc sẽ ghi cái size ở dưới cái áo thì các chị em nào mà cảm thấy đúng size thì các chị em hãy mua còn không đúng size các chị em đừng mua và đừng gửi hình tại vì các chị em gửi hình rồi CC phải mất công đi tìm kiếm trong khi CC đã làm sẵn rồi. Mấy cái này nè là chắc chắn là các chị em phải biết. Vì các chị em mặc mỗi ngày mà. Các chị em phải biết là cái size của các chị em là size mấy. ha Cho nên hãy giúp CC điều đó. CC ghi cái size. Đúng size thì hãy mua. Không đúng size đừng mua, đừng gửi hình, đừng có nói với CC ờ à, chị thích cái đó, em thích cái đó mà cái sai máy, sai máy vì không còn nữa. Cho nên đừng nha, hãy giúp CC đừng đúng size thì mua, không đúng size đừng kêu CC tìm vì không còn nữa. CC nói thật á, rẻ mà rẻ tới không ngờ, mấy cái này là loại CC mặt không mà. 4 50 đô một cái, rẻ nhất cũng phải là từ 38 đô trở lên cần là CC mua không cần on sale không on sale cũng mua các bạn có biết không CC mua 50 phần trăm có vài cái là 30 phần trăm nhưng mà nói chung là rẻ lắm trung bình một cái CC mua khoảng còn có 20 đô hoặc là 21 22 23 đô gì trở lại thôi nhưng mà bây giờ nó chung nhiều quá mà bây giờ dò cái receipt hả trời đó coi nó dài các bạn biết là mấy trăm món hàng thì cái receipt nó phải dài tới mức độ như thế nào Tức là buôn bán người ta hay dùng cái chữ bán xa cả xa cả đó kiểu việt nam mình ngày xưa đó xa cả thì có đúng sai các bạn là các bạn mua thôi đó 25 đô một cái những cái này mua ở Macy đây xeo quá sức rẻ bốn 50 đô ba mươi mấy bốn chục đô một cái 50% off coi như là còn hai mươi mấy đô có cái mười mấy có cái hai mươi mấy thuế má cũng thành hai mấy hết trơn rồi đó coi như là mua chung mọi thứ cc tính các bạn 25 đô một cái nhưng mà nè các bạn mua một cái chừng gửi đắt lắm nha đồ các bạn mua để đây quá trời kìa đầy nhà cc nữa rồi nhà cc lại sắp có tiệc nữa rồi đó cho nên là chắc cc phải gửi cho các bạn thôi tại vì sao mỗi bạn CC bỏ vô một cái thùng một cái hai cái một cái hai cái để đó hai mấy mấy thùng luôn để gửi ra cho các bạn đó thì bây giờ đây các bạn hết tất cả là hiệu CK, K Van Lai loại có mút loại không có mút thì bây giờ CC sẽ cầm từng cái lên CC làm video thật là rõ cho các bạn để các bạn xem thật là kỹ ha nhớ nha đúng sai hãy mua không đúng sai đừng gửi hình và đừng hỏi cc tại vì không có nữa bắt đầu cái áo này nè nó xuống nguyên cái ngực các bạn luôn thung lạnh mút này là không dày lắm họ độn cái miếng mút miếng mút này tháo ra được ha nè đó hàng đắt tiền miếng mút cùng màu với lại cái áo luôn đó thì dày nha màu xanh đẹp thớt là đẹp nha các bạn thung lạnh ha đây đẹp trên cả tuyệt vời có miếng lót ngực nha bạn nào không thích lót ngực thì lấy ra nhưng mà cái này là bắt buộc các bạn phải để miếng lót rồi không có lấy ra được đâu lấy ra đó là các bạn mặc như cái áo thường à, chứ không phải là còn là cái áo ngực nữa nó thấy cái đầu ti của chúng ta đó không được nha cái này là phải để miếng lót không tháo được đâu họ cho mình tháo đó nhưng mà không nên tháo vì cc mặc những loại này nhiều lắm cc biết Thung lạnh ha hiệu Kevin Line CK đây là cái đầu tiên đây là cái thứ hai cái này là mình thun chắc thun cô tông hay thun gì đó hiệu CK ha đây là áo ngực chứ không phải là như là cái áo lót kia có cái chữ logo CK màu trắng đó hình như phun sáng quá hay sao á màu cà phê sữa đó màu da đó màu da và cái chữ Kevin Lai màu trắng rất là đẹp luôn. Cái này miếng lót ngực mỏng mỏng đó. Đây. Áo ngực cho nên là không có tháo được miếng lót ra nha các bạn. Đây. Ở đằng sau cái bảng như vậy. Vải thun. Thun cô tông. Ở cái đường viền này nè. Cũng là CK đó. Cũng là chữ CK đó cái này rất đẹp sang hai cái cái nào cũng đẹp nói chung là cc lựa đồ là đồ tuyển không si si mặc mà và đây cái này thì là bông trắng bông đen ở dưới chữ si khe rất là nổi rất là đẹp cái này với cái này là cùng một loại vải hai cái này là cùng một loại vải nha các bạn cùng một loại vải ha nhưng mà cái này nó trắng đen thì nó nổi hơn ha và đây hiệu si khe ha ở sau lưng là ren ở trước ngực là như vậy loại này có mút mút mỏng đó loại này là loại cc mặc đó đây cái này hình như đắt tiền hơn những cái kia đó và đây hết tất cả những loại này cc đã mặc qua rồi mê lắm loại này là loại không có mút sexy vô cùng luôn trời ơi cc cái này là bao la luôn đẹp lắm loại này nè cc mua đủ hiệu hết đó nhiều hiệu lắm Sang vô cùng Bạn nào mà bị cái đầu ngực to Thì khi bạn mặc cái áo ngực này Nó sẽ thấy Nhưng đối với Mỹ Thấy như vậy là sexy Là đẹp Còn các bạn nào mà sợ Không có muốn thấy cái đầu ngực Lấy miếng băng keo Băng keo trong Băng keo dán thùng cũng được băng keo trong Dán cái đầu ngực lại Chút xíu thôi Rồi mặc cái áo ngực này hoặc là lấy băng keo cá nhân của mình á dán cái đầu ngực lại rồi mặc nhưng mà cc là không có dán trời ơi cc nói nè đẹp mê luôn xuất sắc luôn không có mút nha ren cái này đắt tiền đây cái này là loại sexy đẹp dành cho các nàng đó mê ly luôn bằng ren ha không mút nha cái này cũng vậy, cái này với cái đó giống nhau đó. Ren không mút. Đây, cái này thì màu da. Cái này với cái đó giống nhau cũng là hiệu Kevin Line ha. Đẹp xuất sắc luôn. Mê ly luôn đó. Một. Hai. 3 4 5 và 6. Chỉ có một cái này là nó giống như cái áo cho các bạn mặc thôi còn đây là áo ngực hiệu Kevin Lai có 6 cái và đây trời ơi cái áo này các bạn mê chết luôn á áo này là áo cho các bạn tập thể dục đó Adidas mới của năm nay đó cực kỳ đẹp cầm như vậy không đẹp đâu mặc vào người đẹp lắm Con cái duy nhất à. Cái này là có miếng mút, mút mỏng ha. Có cái chỗ cho các bạn lấy miếng mút ra. Trời ơi, mê chết luôn. Cái áo này là size medium. Mê ly trên cả tuyệt vời. Cái áo này CC mua là 29 đồng 99 nè. Mua cho CC mặc. Nhưng mà bạn nào muốn mua thì cứ mua. Tại CC nhiều lắm. CC mua là 29 đồng 99 áo này chưa cộng thuế chưa cộng tiền công của CC ha cho nên cái áo này CC sẽ tính cái giá tiền khác đẹp mê ly trên cả tuyệt vời áo này cho các bạn tập thể dục sexy lắm luôn mê luôn áo này nè các bạn có thể mặc bình thường mỗi ngày đi làm việc cũng được xuất sắc luôn CC cũng mặc size medium mà đây. ở dưới đây CC hơi bị rộng nhưng mà không sao miễn ở đây vừa là được rồi ở đây là có tới mấy thương hiệu Bali Rồi cái gì Hen đó Rồi cái gì đó Xíu xíu cũng không nhớ Không nhớ rõ được là Không nhớ được là những cái hiệu gì nhiều lắm Nhưng mà toàn là những thương hiệu nổi tiếng Mấy cái hiệu này đắt tiền hơn CK luôn Đây Đẹp mê ly luôn Cái này là có mút Lấy cái mút ra được ha Cái mút này mỏng lắm Mỏng hơn là những cái kia mút mỏng để cho chúng ta mặc thì nhìn thấy được cái ngực á. nhất là các bạn các bạn có ngực hay không ngực ngực sệ hay gì á, thì chính cái này nè nó cũng làm cho ngực các bạn nâng lên nhờ cái phần này nè đó rồi cái này xuất sắc lắm đó các bạn màu đẹp mà kế tới đây trời này xì mặc nhiều lắm các bạn đây cái này không có lót ngực luôn nha, không có lót ngực luôn, nhưng mà nó may hai lớp thun, đây là áo ngực ở đằng sau cái bảng nè, cái dây nè dây to nè, nhiều bạn thích dây to lắm, nhưng mà biết sao không, cái ngực quá lớn mà nó không có mút bắt buộc phải dây to nó mới nâng được cái ngực của chúng ta lên, cái này thun lạnh, ở đây nó có cái rộng cho nên nó đẩy ngực các bạn lên là mê luôn đó, cái này là Bali nha các à. bạn. cái này thì không biết gọi là gì nữa mút nhưng mà mỏng thật là mỏng luôn nhưng mà nó là cái áo ngực luôn nó không phải là cái miếng mút lót ở trong đâu nha nó là cái loại như vậy nè không có lấy mít ra được tại đâu có đâu mà lấy đó là như vậy mỏng lắm thích lắm đây rồi mấy cái này mặc rồi là các bạn mê luôn những thương hiệu này nổi tiếng lắm các bạn ở đằng sau cái bảng là như vậy ha dây nè đó cc mặt cái dây như vậy là ok còn cái dây lớn hơn nữa cc không có thích như vậy nè hoặc là nhỏ hơn là đẹp các bạn mặc đi ngực các bạn nấn lên đẹp xuất sắc ở mỹ ai không biết những cái này thành ra các chị em ở mỹ nhường cho các bạn việt nam mua đi ở Mỹ thì chúng ta dễ mua mà một cái hai cái ba cái và tiếp theo đây có hai cái quần lót hiệu CK cái này đó là quần ton nha các bạn đẹp quá nhưng mà không đúng size của CC CC cũng lấy luôn cái này là size medium vải thun cotton mặt mát mát bướm <laughs> Nè các bạn thấy kiểu quần đẹp không? Sale rồi còn có la $10, 10 đồng cái. Quá đẹp luôn. Mấy cái này mặc vào người các bạn mới cảm nhận được cầm giày nó không đẹp đâu. hiểu Kevin Lai ha. 10 đồng cái nha. Còn cái này. Cái này là quần bình thường đó. Lấy lộn size. X small. Rốt cuộc không có cái nào small hết. Cái này là X small nha Cái này là medium Cái quần to là medium Còn cái quần bình thường chúng ta hay mặc nè Là small Rồi Nhiều đó đó Chị em nào mua được cái nào thì mua nha Các chị em ở Việt Nam liên lạc với anh Sa 098 257 1934 Nhớ chụp lại hình gửi Cái nào đúng sai các chị em thì các chị em hãy mua nha liên lạc với CC 706 987 9063 các chị em bên nước ngoài nhớ thêm số 1 1 706 987 kết bạn với CC Zalo hoặc là Viber CC xin, xin, xin được tạm ngừng video ở đây kính chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ bình an và hạnh phúc hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo bye bye I love you